Ấn Độ đông dân nhất thế giới trong 7 năm nữa. Kính thưa quý vị, tin từ Liên Hiệp Quốc. Ngày thứ Tư 29 tháng 7, Liên Hiệp Quốc cho hay là Ấn Độ sẽ vượt qua hoa lục và trở thành quốc gia có dân số đông nhất hành tinh trong thời gian sớm nhất là 7 năm và lâu nhất là một thập niên nữa. Thống kê của Liên Hiệp Quốc cũng cho thấy là dân số Nigeria đang tăng trưởng nhanh và sẽ trở thành quốc gia có dân số đông hạng thứ ba trên thế giới vào năm 2050, tức là sau 35 năm kể từ nay dân số thế giới hiện nay là 7.3 tỷ người, sẽ lên tới 9.7 tỷ người vào năm 2050 và lên tới 11.2 tỷ vào năm 2100, tức là đầu thế kỷ thứ 22, cao hơn mức dự đoán gần đây nhất của Liên Hiệp Quốc. Theo ông John Wilmoth, Người đứng đầu bộ phận dân số Liên hiệp quốc, sự gia tăng dân số diễn ra tại các vùng phát triển đặc biệt là châu Phi. Mỗi phụ nữ châu Phi trung bình hiện nay có 2 người con và sẽ tăng lên 5 người con, đẩy mức tăng trưởng dân số tại châu Phi lên gấp đôi vào năm 2050 so với hiện nay. Ông John Wimmes cũng nói rằng tốc độ gia tăng dân số sẽ gây khó khăn cho các quốc gia nghèo nhất thế giới, trong đó nhằm để làm giảm dân số nghèo khổ, chiến đấu với nạn đói, mở rộng trường học và hệ thống bảo hiểm sức khỏe. Các chuyên viên liên hiệp quốc còn tiên đoán rằng châu Phi sẽ chiếm hơn một nửa dân số thế giới trong vòng 35 năm tới. Dân số của 10 quốc gia châu Phi gồm Angola, Burundi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Malawi, Mali, Niger, Somalia, Uganda, Tanzania và Zambia sẽ tăng gấp 5 lần vào năm 2100.